Nó là sự trùng hợp. Ngày xưa là em rất thích chơi cái hồ kiểu như này. Nói không phải nói nó điêu nó ngoa đâu, nhưng mà thật sự em rất thích chơi kiểu hồ này. Không phải cái hồ thì hồ không phải hòn non bộ như này, nhưng mà cái hồ theo kiểu là có mấy cái trụ kiểu này này. Mấy cái trụ nhìn phê lắm. Ồ, cá rồng cá thứ là nó uốn lượn vòng quanh cái trụ này nhìn đẹp. Ok, nếu anh em muốn săn hàng đẹp và giá êm body tuyển thì hãy nhớ đăng ký và theo dõi ủng hộ kênh của em ha. Hello anh em, lại là em Hải Rồng đây. Ok, chủ đề tiếp theo hôm nay thì tiếp tục của hành trình đi bàn giao. Và cái kèo bàn giao hôm nay đó chính là bàn giao combo 4 con Amino, 1 cặp Sam và 1 cặp Phi Phụng đấy, cho anh trai ở trên Bầu Bàng, ở dưới Bầu Bàng, mà Bầu Bàng là ở gần khu vực Bình Dương đấy anh em. Đó. Thì là đây là cái chuyến hành trình đầu năm đó, chuyến hành trình đầu năm để đi bàn giao cho khách hàng. Tại vì sao em luôn làm những cái video thực tế và luôn làm những cái gì ạ, làm những cái cuộc hành trình mà đi săn để quay lại cho anh em khách hàng để xem làm sao cho nó thực tế và nó rõ ràng rõ nét nhất đó. Và cả kể những cái cuộc hành trình đi bàn giao cũng vậy, giao cho ai và đi săn thu săn của ai thì em đều quay cho anh em khách hàng biết hiểu, và mình biết thêm về cái vấn đề nội dung tại sao Hải Rồng hay có cái từ gọi là thợ săn cá rồng. Tại sao là hai từ thợ săn? Thợ săn là săn của đi thu mua của khách hàng, người ta đã nuôi và người ta trải nghiệm, người ta đã nuôi để cho con cá nó đẹp lên như thế vậy, hoặc là người ta đã nuôi để con cá nó khỏe mạnh như vậy, không có ốm đau bệnh tật gì ở đây hết á, đúng không ạ? Đấy, đấy là những cái mà em muốn làm những cái video như thế này để làm sao ạ, để chia sẻ tới anh em để nhìn thấy thực tế nhất, nhìn thấy cảm nhận thấy thực tế nhất. Tại vì mỗi người sẽ có một cái cách chơi và một thú chơi khác nhau. Đó, thì cuộc hành trình hôm nay sẽ là 4 cân Albino ấy, và cặp Sam và cặp Phi Phụng. Thì anh em muốn sở hữu combo đấy, combo và thả vào hồ cá koi luôn. Có nghĩa là cái hồ này là hồ tiểu cảnh ấy. Thì bây giờ xin mời anh em cùng theo chân em xem cái cuộc hành trình mà bàn giao cho khách hàng thả vào cái hồ cá koi tiểu cảnh ở trong nhà thì nó có gì đẹp và hấp dẫn. Biết đâu đó những cái video này sẽ là truyền cảm hứng cho các anh hoặc là các chú đi chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là một vài anh em có thể tham khảo được những cái mẫu mã, hoặc là những cái tham khảo được những thú chơi là cảm thấy nó hay hay, gọi là những cái thiết kế nó hay hay chẳng hạn, hoặc là những cái set combo mà chơi cảm giác nó đẹp thì để mình tham khảo nhiều hơn, đúng không ạ? Thì nếu mà anh em cảm thấy quý mến và gọi là thích xem những cái video mà trải nghiệm như này cùng em Hải thì nhớ ấn đăng ký kênh và bật chuông để theo dõi kênh, để em ra những cái clip mới thì là anh em có thể nhận được thông báo và được xem được ngay luôn, đúng không ạ? Ok, và không linh tinh liên thuyên nữa, bây giờ cùng theo chân em bắt và đóng bàn giao full combo ra xuống cho anh ra ở dưới bộ bàn, ok không ạ? Let's go. Thank you.
Ok anh em, hiện tại bây giờ thì cũng đã tới rồi. Đây là Bầu Bàng nha anh em. Đấy, và chuẩn nhất là khu đô thị Huỳnh Gia. Trong đây thấy bảo là khu đô thị. Khu dân cư mới đúng chứ nhỉ. Khu đô thị thì nghe nó hơi gọi là hơi sang. Không? Chắc tương lai lên Đây quẹo sang đây là tới luôn. Này gọi là khu dân cư, nó bên chuẩn. Và ông anh em nói khu đô thị thì sang quá. Ôi, 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 ôi. Rồi, ok. Ok, hiện tại đã tới rồi. Được rồi anh. Ok, ra bê kia vào chỗ đi. Ok, bây giờ ra bỏ cái này vô. Ở nhờ anh ấy phụ tay. Cây có quả sung, có trái sung to dã man luôn. Ok, ngâm đi, ngâm thả đi. Rồi bây giờ để trợ lý ngâm và thả. Đó, anh em nhìn cái bộ hồ cá coi này đẹp không? Được không? Làm ở ngay trong sân luôn nhé. Ngay trong sân, ngay trong nhà luôn này. Đó, còn đây là cái chỗ hộp lọc này. Chỗ khu vực này là hộp lọc này. Nói chung anh vẫn phải độ chế cái tấm lưới này để cho nó đỡ bị ấy, đỡ bị ra. Đây ở dưới đây thì là máy bơm thôi. Rồi bên đây ngăn di mát này. Nói chung là bộ lọc này là bộ lọc của hồ cá coi anh em. Đó, bộ lọc này là bộ lọc của hồ cá coi. Còn trên đây là thác đá, thác nước, nhìn đẹp nhỉ. Rồi bây giờ ngâm và xử lý sam với lại đó, con này đẹp nhất này, con này đẹp nhất này, đấy, bạch tạng này, còn con kia là red albino kìa. Đó, con này thì là red albino, con này hoa văn đẹp lắm man này, đó đẹp. Đó, nhìn thấy cái hoa văn con này đẹp dã man luôn này. Đó, đây thiết kế theo kiểu hồ cá coi nha anh em. Đó, thấy không? Ừ. Hai cái trụ này là hai trụ đèn anh em ạ. Hai trụ này là hai trụ cột đèn này. Nhưng mà nó là độ chế theo kiểu ống máy bơm lên. Khá đẹp.
Đó. Thường thì nếu mà ví dụ như là anh em mà ngâm cái chỗ này thì đa số là phải che đậy vào nhá. Che đậy đỡ khoảng tầm 5 bữa nửa tháng gì đó thì nó ok hơn. Đó, đẹp chưa? Khâu nào cũng thế nha anh em. Khâu nào thì anh em cũng phải ngâm xong là xử lý nước. Đấy, múc nước ở trong hồ này vào này. Trong cái hồ cũ mình đang chạy đấy. Xong là múc bỏ trong vô trong bọc. Đây hai bé Phi Phụng. Cái lô Phi Phụng sun sọc này mà mới về là vẫn còn nhiều nha anh em. Vẫn còn nhiều nha, bên kho 1 là vẫn còn nhiều nha. Phun sọc. Đó, body béo múp luôn. Được chưa? Body béo múp luôn. Đó, cái hàng Phi Phụng phun sọc này đang rất là hot này. Cái đợt trước ngày trước ý, thì là nó gì ạ? Nó rất là nhiều, bây giờ càng ngày càng về sau nó càng hiếm. Thì nếu mà đếm đủ ấy, anh em chơi mà chơi sành ấy, thì người ta sẽ đếm đủ phun 11 sọc. 11 sọc ở đuôi này này. Đó, phun 11 sọc ở đuôi này là hàng. Hàng này là hàng đẹp. Đó, ở bên kho 1 thì vẫn còn nhiều nha. Cái này đèn hôm trước là gắn vào trong vô trong luôn này. Anh chủ anh ấy gắn luôn cái đèn vào trong tường luôn này anh em. Không nhìn thấy đèn luôn. Hai cây 1 mét này. Gắn hai cây 1 mét xong trong tường luôn. Nước đèn nữa là nó tắt dần rồi đi, nước đèn này bật lên là nó đúng rồi. Nó người hơi trái. Anh tắt 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 đỡ cái đèn đi. Đúng rồi. Anh em nhìn đẹp không? Nếu mà thêm khoảng 1-2 cây đèn đấy nhỉ? Nó giống cái kiểu mà nó giống cái kiểu gì ta? Nếu mà thêm 1-2 cây đèn ở đây nữa thì nó giống cái gì nhỉ? Nó giống cái gì kiểu gì kiểu thủy cung anh em? Tại vì nó có 2-3 cái cột trụ ở đây này. Ngày xưa là em chơi là em rất khoái cái kiểu mà có cái hồ cá mà có những cái cột trụ như này này. Nhìn giống 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 kiểu tự nhiên với lại giống kiểu của Amazon ấy. Đấy đấy kiểu kiểu vậy. Xong là bọn ngân này hoặc là bọn cá rồng mà nó bơi lượn vòng quanh cái trụ này nhìn nó phê lắm. Cái này sau này sắp tới thì em bổ sung thêm cái đèn nữa anh ạ. Thêm quả đèn nữa cho nó sáng rực lên, nó rực rỡ lên nhỉ. Đó, bên đây là anh chủ. Ở đây là bàn uống nước này, uống trà này. Ở đây quanh đây thì ở tập trung. Nhưng mà nhìn cái góc view này từ từ ngoài nhìn vào đẹp dã man luôn. À, anh em công nhận không? Ấy cái góc view nhìn nó đẹp dã man luôn. Ngồi uống trà xong là ngắm cá nữa thì hết bài luôn. Đấy cái bờ tường bao này bên ngoài cũng cũng kiểu là gắn đá vô này anh em. Đó, gắn đá vô, gắn hết.
Ok, thì sau khi xử lý ngâm nước đâu đó khoảng tầm 30 phút anh em. Bây giờ thả ra. Ok. Rồi thả sam trước đi. Khâu này là khâu mà các anh chủ thích nhất. Đứng sang bên này cho đỡ bị khuất này. Nghiền lắm, chơi bộ môn này nghiền lắm. Ông xây bể cá hả? Con này là nó bơi tầng đáy, nó rơi ở dưới đáy. Đây bên này. Con kia vào trước là kiểu gì nó cũng kè. Đại ca. Ok anh em. Quá trời luôn. À, sam này ở dưới này. Đó, nó rút ở dưới này anh em. Trời ơi, sau này cái này nó to lên, nó bự lên thì không biết cỡ nào anh em nhỉ. Này, sau này nó bự lên không biết cỡ nào luôn. Trời ơi. Rồi cuối cùng cũng thả xong anh em. Hai bé sam red albino, 4 cân albino với lại 2 phi phụng. Nói chung cũng đã thành công. Đó, cộng thêm 2 bé phi phụng nữa. Bé này là nghe bé ngân hôm bữa anh ấy mua này. Bé là ngân thường hôm bữa anh mua. Anh em thấy cái form này thế nào? Anh em thấy cái form hồ này thế nào? Đẹp không? Đó, cái form này nó cũng đẹp, mà cái thứ hai nữa là đấy, xíu cặp sam này nó khỏe lại, nó hồi lại cái là nó quẩy tưng bừng luôn xem. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh ủng hộ em. Chúc anh gọi là kinh doanh làm ăn phát tài phát lộc. Dạ, ok anh. Cái này là 2 con đực anh em ạ. Này, 2 con đực. Nhắn lại quên. Nào, kiếm cho anh ấy cặp sam cái nữa là bộ đôi đẻ, mà cái dòng này nó đẻ sớm lắm nhá. Nó đẻ sớm hơn là cái thằng chấm đen chấm trắng. Này, đẻ sớm hơn. Nó khoảng to lên cỡ này này. Nó cỡ khoảng size 40 nhỉ. Này nó đẻ con hay là đẻ trứng? Đẻ con chứ. Nhưng mà tùy theo lứa, ví dụ lứa mà nó đẻ ấy. Bữa nào em kiếm cho anh, nhưng mà bữa nào nó đẻ ấy, là cái ở cái phần gần đuôi này, cái khấu ở giữa lưng này này, phần nên nó bắt đầu nó nhu lên như này. Là có con đấy. Đấy, con mà nó đẻ thì tùy theo lứa, ví dụ có lứa nó đẻ được 2 con, 3 con. Đấy. Đấy là kịch thủ rồi. Nếu mà đẻ xong phát là anh đưa lên mặt nước này cho nó thở là ok.
đưa lên hả? Đưa lên sẽ làm cái rổ, cái giá treo ở đây này, xong vớt nó lên đây để nó bơi lấp lửng ở đây này. À, để dưới là chết à? Để dưới áp lực nước nó đè xuống, con cá nhỏ nó không chịu được. À. Đấy, nó phải cặp sai bằng này trở lên này. Sao nó ra bọn này nó sơi luôn. Sơi bằng niềm tin. Nó bằng cái, nó đẻ ra nó bằng cỡ nhiêu đây này. À. À, cỡ nhiêu đây làm sao ăn được. À. Ok, bây giờ thì để anh chủ cho tấm lưới lên. Nói chung là nhìn nó hơi thô anh em ạ. Nó hơi thô nhưng mà thô khoảng thời gian thôi. Thô cho nó chắc ăn thì nhìn cái, nhưng mà nhìn cái hồ, hồ đẹp nhỉ. Cái view đẹp dã man luôn, nhưng mà tự dưng để cái này lên thì nó hơi thô thật. À, lên cho nó chắc ăn, chắc cú. Cái này đến mua anh cơ, anh mua cái gì nhỉ? Mua cái hít ấy, hít kính ấy. Cái nào? Hít kính ấy. Cái trà kính đằng trước này này. Ừ. Trà cho nó đỡ đi. Ngất nhỉ, có quả cái đèn ở đây nữa đẹp. Xấu. Nó lại xấu. Có cái quả cây đèn, hai cây đèn đằng trước nữa, đẹp anh em. Rồi, chỗ đoạn này vẫn còn bị tối này. Bên này sáng, bên này tối này. Khoảng giữa này vẫn tối này. Bật cái đèn lên thì nó... Bật lên thì, trông nó... trông nó ảo quá. Bật lên trông ảo quá nhỉ. Nhưng mà độ chế làm sao được, nó ở đoạn này này anh này. Đây là đoạn này tối này. Cái đoạn này tối này. Chế rồi đoạn này đẹp. Nó có nhét được không? Cứu nhét cũng đèn nằm chạy để chéo rồi đấy sang chéo sang đây. Tôi dây lột sang bên kia. Vẫn được. Được đúng không? Từ đây chéo. Ừ, đấy đúng rồi. Cái chỗ đoạn này là tối này. Đây nhét rồi. Đấy. Mà đèn này không được tắt nha. Anh cứ để hoài luôn. À. Ừ, đừng có tắt nha. Có cái đèn nhấp nháy thì anh tắt đi được, nhưng mà cái đèn kia là anh để im. Bán ngang để hả? Bán ngang để luôn. Tại vì cá mà nó cứ có thêm đèn và nó sẽ thay đổi sắc tố của nó. À. Đấy, nó thay đổi sắc tố mà nó cần độ nóng của nó nữa là nó lên vàng nhanh lắm. Cái nếu mà cái view này anh em ạ, thật sự là nó là sự trùng hợp. Nó là sự trùng hợp. Ngày xưa là em rất thích chơi cái hồ kiểu như này. Nói không phải nó điêu nó ngoa đâu, nhưng mà thật sự em rất thích chơi kiểu hồ này. Không phải cái hồ thì hồ không phải hòn non bộ như này, nhưng mà cái hồ theo kiểu là có cái mấy cái trụ kiểu này này. Mấy cái trụ nhìn phê lắm. Cá rồng cá thứ là nó uốn lượn vòng quanh cái trụ này nhìn đẹp. Đó, anh em nhìn những cái bản này, bản ngân, bản cao này. Đấy, nhìn nó khác hẳn đấy. Cái này mà càng ăn nhiều, càng thúc ăn nhiều thì càng đẹp. Đáng nhẽ ra là lấy cái sa ngân mà sai đâu đó nó 65-70 ấy, cho anh ấy chơi cho nó khủng luôn ấy. Anh bảo là anh thích chăm nó từ nhỏ, chăm từ trung trung trở lên. Mà ngân mà sai khoảng 65-70 thì thật sự là để trưng cho nó đẹp thôi. Chứ nó lại không có cái giá trị về cái kiểu tinh thần, giống kiểu là để chăm đôi bàn tay mình chăm lên để cho nó lớn ấy. Đấy, tại vì những cái size đấy, ngân đấy là úp size rồi, gần mắc size rồi. Thì lấy về đa số là để trưng thôi. Còn ví dụ như ngân size trung này, hoặc là size nhỏ ấy, thì anh em lấy về anh em có thể do bàn tay mình chăm nó lên thì nó quý hơn. Alo. Ok, kết thúc clip tại đây thôi. Hôm nay kèo này đã thành công. Và hẹn gặp lại tất cả anh em ở clip tiếp theo. Bàn giao thành công nha anh em. Nào thiết kế cho anh cặp Sam nữa. Ok, hẹn gặp lại tất cả anh em. Bye bye.